xin chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 15 rằm. Mình với cháu mình đi ăn tiệm bún mắm. Đây là cái tiệm bún mắm ở gần chùa Huệ Nghiêm, ở bên đường bên xe miền Tây nha các bạn. Đây là cái quán bún mắm này nha. Mời các bạn đi ăn với mình nha. Ở đây thì mình thấy đó, một cái miếng mía là 10.000 nè các bạn. Trời ơi, cái thùng bún mắm. Wow. Trời ơi, chưa biết ngon hay không nhưng mà nhìn hình thức nó rất là đẹp mà các bạn chung nha. Các bạn chung nha, bây giờ mình sẽ bỏ ớt vô. Giác chanh vô hả? Chanh vô. Ồ, cũng ngon. Vô bỏ thêm tàu hủ kia vô nè, mình kêu thêm một phần tàu hủ kia các bạn. Ăn ra. Nó giòn khái nè. Hợp nè. Bỏ ớt vô. Trời, hấp miếng nước đi sắm tuồng lâu quá trời. Đậm đà ha. Ừ. Nào. Hôm nay hai cậu cháu của mình ngày 15 rằm á các bạn, vừa ăn xong bún mắm chay, bây giờ mình đi chùa nha. Ôi ôi, cô cắt hay cắn á các bạn ơi, quá trời bận luôn. Ôi ôi, cá diêu hồng thì quá chừng luôn. Ê, cái này cá diêu hồng hả Thanh? Nguyên cá diêu hồng vậy chứ. Phải không? Đúng không? Chắc là cái này chắc cá coi chứ. Ôi mà sao mình nè, một con hà, hai ba, ủa nhiều lắm đấy kìa, một hai cậu quá trời luôn, cá chê trắng ở dưới chứ, chê trắng cái này mắc tiền lắm á. Ờ con này nó bự nhất nè. Wow. Hôm nay ngày 15 cho nên Phật tử viếng lễ chùa rất là nhiều. Hai cậu cháu của mình cũng đi lễ Phật. Ê, khách thả xuống cho cá ăn. Mình đi vòng ra sao hả Thanh? Các vị La Hán. Ở trên đó là cái chuông chùa. Ở đằng sau của chùa bên hông rất là nhiều tượng các vị La Hán luôn. Mà bữa clip trước mình đã có quay cho các bạn coi rồi đó. Ở sau có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. À, ủa tỉa bớt rồi hả? Ủa ra đây cái màn hình nó sáng. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình vô Ion. Mình vô Ion Mall đó, mình mua được cái củ khoai lang ngon ghê chưa? Nó vàng ươm mà mọi người. Khoai lang mật mà nướng nha, nướng bằng cái lò của người ta ở trong cái chỗ người ta làm, 21.000 cái củ này đó các bạn. Để cháu mình đã ăn cho các bạn coi nha. Ôi ôi, quá trời ngon hả Thanh? Đã quá ha. Ê, vô đây thường thì mình sẽ uống trà mãng cầu ô long nha các bạn.
trà bản cầu Âu Long hay bất cứ cái nước gì trong Phúc Long mình thấy cũng ngon hết mọi người ơi. Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của Úc Toàn Vlog. Chào mừng mọi người đến kênh nấu ăn của mình. Hôm nay mình mua được một bí một cái vịt này rất là ngon ở trong Y Hôm. Ở trong Y Môn. Mình sẽ hôm nay mình sẽ nấu vịt nấu chao nha mọi người. Thì cái vịt nấu chao thì mình không thiếu vịt rồi ha. Thì ở đây mình có củ gừng nè, mình mới vừa bào xong. Ở đây thì mình mua được ba củ khoai tây lớn mọi người. Vịt nấu chao thì các bạn có thể nấu với khoai môn cũng được, khoai lang cũng được, ham muốn gì khoai gì cũng được, nhưng mà nhà mình thích khoai tây thì mình nấu chung với khoai tây nha các bạn. Đó, ở đây mình có mấy củ khoai tây nha. Bây giờ mình sẽ rửa khoai tây, mình sẽ gọt cho sạch sẽ hết. Mình sẽ chế biến cái vịt này luôn nha các bạn. Mời các bạn làm với mình nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ bắt cái chảo lên. Mình sẽ bỏ đường vô để mình làm cho cái màu đường nó có màu caramel nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hai muỗng đường phèn vô nha các bạn. Bây giờ đường ra màu caramel này. Thì bây giờ mình sẽ xào vịt. Bỏ vịt vô xào trước nha. Mình sẽ bỏ gừng vô nha các bạn. Cái món vịt đó, khi các bạn làm kho hay là nấu chao hay là nấu món gì cũng vậy, mình còn phải bỏ gừng vô để cho nó bán cái mùi hôi của vịt. Sau khi mình thấy vịt săn lên rồi, bây giờ mình sẽ bỏ chao vô nha các bạn, kèm theo cái nước chao luôn. Chao của mình sử dụng là chao môn. Rồi bây giờ mình sẽ tán đều nhuyễn chao ra nha các bạn. Sau đây mình sẽ chế nước vô nha các bạn. Vừa bỏ chao vô thì mình sẽ chế vô sắp sắp cái nước vịt thôi. Để cho rồi bắt đầu mình đậy nắp lại, mình sẽ hầm cái này trong vòng nửa tiếng đồng hồ nha mọi người. Bên cạnh đó thì mình vừa hầm vịt thì mình cũng sẽ bỏ khoai tây ở trên mặt luôn nha. Khoai tây thì nó cũng mau chín lắm các bạn. Mình chỉ bỏ trên mặt này thôi là nó tự động mềm rồi, các bạn đừng có dìm nó xuống. Dìm nó xuống hồi nó bấy luôn á. Đáng lý mình phải chiên trước khi mình bỏ cái khoai tây này lên, nhưng mà thôi nhà mình ăn thì mình làm vậy luôn cũng được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu trong vòng 30 phút ha. Chiều nay mình ra ngoài chợ mình thấy người ta bán ruột Phú Linh ngon quá, mình về mình mua về mình khèo ăn nè các bạn, khèo với nước dừa. Cháo mình đang bỏ vô bột mì á mọi người. Hai nước đầu là mình rửa với mẻ, sau đó mình rửa chung với bột mì. Cái bột mì đa dụng mà mình mua một cái bịch lớn vậy nè để mà mình bỏ vô đây nè mọi người. Nếu mà kỹ thì lọc mỡ ra. Mình phải lọc mỡ ra. Ở trong cái ruột này á mình phải lọc một tô mỡ ra mới sạch nha các bạn. Rồi rửa qua hai nước mẻ xong rồi phải rửa mấy nước bột mì này nữa thì nó mới hết hồi nha, nó mới trắng cái ruột của mình. Khèo với nước dừa là ngon lắm mọi người ơi. Đó, mọi người thấy làm có cực không? Nhưng mà sau khi cái thành phẩm mình làm xong ngon lắm. Rồi á thì mình mấy bạn bây giờ sau khi mình đã làm sạch hết tất cả rồi, không còn mùi hôi nữa, nó rất là trắng, thì mình bỏ lên bắt lên chảo, rồi mình lấy hai muỗng nước mắm. Mình khìa qua trước, mình xào trước cho nó khử mùi hôi thêm một lần nữa. Thì khi mình ăn á, thì cái mùi nó rất là thơm, chứ nó không có còn bị hanh hanh cái mùi cho của cái ruột nữa. Rồi sau khi mình xào cho nó săn lại nè mấy bạn, thì bây giờ mấy cái nước này mình sẽ bỏ ha. Cái này nước này nó vẫn còn là dơ cho nên mình sẽ bỏ. Rồi mình sẽ gấp ra đây. Rồi mình đi xả lại một lần nữa để cho kỹ thêm nữa thì mình xả lại thêm. Xả bằng nước lạnh bình thường. Ở mấy này mấy món miền Tây ha, vừa khó làm ăn rất là ngon luôn. Nó hết hồi rồi nha các bạn. Tại vì mình rửa trên với mẻ với lại có nhiều người trần qua nước mắm rồi đó. Nên là nó bán mùi hết rồi. Có nhiều người có nhiều bí quyết rửa khác nhau. Cái này nhưng mà ha. Đó đúng rồi. Đó mới ngon. Nó không có nhiều mỡ, tại mình lọc bớt mỡ từ ở trong cái ruột qua bên trong á, cho nên cái da ngoài nó ngon, ăn không bị ngán. Rồi bây giờ là mình bỏ tỏi vô. Bỏ tỏi vô mình phi cho nó thơm.
Vô mình đi. Bột ngọt thì mình bỏ tầm một muỗng này thôi. Mình bỏ thêm một. Mình bỏ trước nước mắm vô đây trước ha. Rồi bạn nào mà muốn cho có cái màu sa tế nó đỏ đỏ đẹp đẹp thì mình bỏ ít thôi, mình không có bỏ nhiều. Dạ có đường. Rồi ở ngoài chợ thì cậu mình đã mua cái bịch nước dừa này, người ta làm sẵn nè, người ta kêu chặt sẵn ra luôn, mình đổ hết luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ ninh. Mình ninh cho tới khi nào mà nó mềm, nó săn, nó lên màu ngà ngà, đậm đậm thì là nó bắt đầu nó chín cánh gián. Cái này nó sắp sắc xuống rồi, thì mình hạ lửa xuống rồi mình đi làm từ từ nha. Rồi bây giờ là mình làm càng ngày nó sẽ là càng kẹo lại, càng thắng nước dừa lại rồi. Thì bây giờ mình giảm nhỏ lửa lại ha. Đó, mình cứ xào thì có chừng khét, mình nhỏ lửa lại rồi xong rồi cho nó ngã màu xíu nữa là ngon, là ăn dừa. Khẩu vị của mọi nhà nó tùy khác nhau, còn như mình đó, hồi nãy mình có bỏ một muỗng đường phèn nữa để cho nó ngọt một tí xíu nữa, tại nãy hai muỗng thì nó chưa đủ, mình bỏ thêm một muỗng nữa là nó ngon dừa. Rồi đây là mình đã hoàn thành xong rồi nha các bạn, nó lên màu rất là đẹp luôn nha. Nó phải kẹo kẹo như thế này nè, cái này ngon. Các bạn, buổi sáng ngày hôm nay, mình ở nhà cuối tuần, không làm gì hết. Mình làm chân gà hấp hành ăn nha các bạn. Mình có chân gà và có hành. Bây giờ mình sẽ sơ chế cái chân gà này cho sạch nha mọi người. Trước khi mình làm chân gà thì mình đã bắt cái xoong nước lên rồi nè các bạn, để cho nó sôi lên. Thì chân gà này về á, trước tiên mình phải cắt mấy cái ngón chân này ra nha các bạn. Có nhiều bạn thì làm chân gà lóc xương cũng được, mà cái chân gà lóc xương nó khó làm lắm mọi người ơi. Mình phải cắt làm sao mà mình lóc cái xương này ra rất là khó. Đó, bây giờ mình chỉ cần làm gì, mình rửa sạch, mình để hành lên rồi mình nêm nếm gia vị, mình bỏ vô mình hấp thôi các bạn. Vì nó dễ hơn. Cái chân gà hấp hành này ngày hôm nay mình sẽ chấm với muối chú Hải nha mọi người. Ngon chưa? Rồi bây giờ sau khi rửa xong thì mình sẽ xếp chân gà vô tô. Mình sẽ xếp vô tô cho nó. Rồi một lớp chân gà, một lớp hành nha các bạn. Đó, bắt đầu tiếp tục thế chân gà. Cứ lớp chân gà, lớp hành vậy đó các bạn. Nó lộn xộn vậy đó, khi các bạn hấp lên đó, thì cái chân gà mình nó mới thơm. Rồi cái phần ở trên đây tất cả mình bỏ hành lên hết. Mình nó siêu quá thích ăn hành luôn các bạn ơi. Ai ăn không được chứ mình là siêu thích luôn nha. Đó, bỏ lên vậy nó mới đã. Rồi bây giờ mình sẽ qua nêm một miếng tiêu, miếng đường, miếng bột ngọt vô. Mình sẽ nêm vô chân gà của mình một ít tiêu. Rồi một xíu bột ngọt nha các bạn. Như vậy cũng được rồi các bạn. Một ít tiêu với một xíu bột ngọt vậy cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi hấp mình hấp nha. Ồ, cái nồi hấp này nó nóng quá. Nhưng mà không sao. Rồi bây giờ mình sẽ hấp trong vòng 20 đến 30 phút nha các bạn. Mời các bạn một lát để ăn chung với mình nha. Ồ, sau 30 phút mình hấp thì nó cũng đã chín rồi nè mọi người ơi, quá thơm luôn. Chân gà hấp hành mời mọi người ăn chung với mình nha. Hôm nay mình sẽ chấm với muối chú Hải.
với chú Hải này mình đặt cũng cũng lâu rồi, nhưng mà mình để tủ lạnh á, tới giờ mình vẫn ngon ăn được nha các bạn. Mình thấy nó chua chua, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt, ngon lắm. Hành hấp chung với cái này nó rất là ngọt. Bây giờ mình chấm vô miếng nha. Ngon vô cực luôn. Cái muối chú Hải này nè, nó có tắc. Cơm này người ta làm hay thiệt. Chấm với cái gì cũng hợp hết. Chấm với trái cây cũng được. Khi các bạn chiên cá hay chiên thịt thì xong á, các bạn chấm với cái muối chú Hải này cũng ngon. Nhưng mà nó hợp nhất là chiên gà với các loại trái cây chua các bạn. Ngon quá. Chấm miếng hầm vô. Dễ làm, dễ ăn, đẹp da. Nó làm cho các khớp tay, khớp chân của mình nó đỡ nhất á. Tại vì á, ở trong đây nó có collagen á, nó tra mấy cái khớp của mình, làm cho cái khớp mình nó giãn nở á. Nó tốt cho khớp chân, khớp tay của mình đó mọi người. Nay cuối tuần mọi người, mình không có đi đâu hết. Khi làm á, mình bỏ nhiều tiêu lắm, làm cho tiêu nó thơm cái chân gà của mình hơn. Mình ăn hành nó giống như ăn một loại rau vậy đó. Mình thấy ăn nó ngọt lắm. Nhiều người á, người ta ăn phở người ta nói đừng bỏ hành. Sao kỳ ta, không bỏ hành sao ăn được, nó đâu có thơm vậy. Phở ngon á, ngoài cái việc nước ngon, cái nước ngon còn có hành nữa. Hành làm cho cái tô phở mình nó thơm, nó đặc biệt, nó đặc trưng của cái tô phở đó. Nói chung mấy người thì có người này người nọ, người ăn được người không, người ăn được sầu riêng người không á mọi người. Quá trời mềm luôn. Mình mua ở đây là cay vừa, có loại cay dữ lắm nha. Mình thấy cay vừa luôn rồi, cay quá ăn the cái miệng đó. Ngon quá.
tiếp nha. Rồi.